Vâng, xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN ngày hôm nay, Trần tá và Mai Phước Long xin một lần nữa trở lại với quý khán giả trong chương trình SPTN Morning News và ngày hôm nay là ngày thứ tư, 24 tháng 7, 2024 và xin chào anh Mai Phước Long. Xin chào, anh Trần Sáng, xin kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SPTN thưa quý vị, hai ngày nữa mới là khai mạc Thế vận hội Paris 2024, à, đúng không? 2024. Đúng, yes. 2024 yes. <laughs> những ngày hôm nay là phải nói là những trận đấu uh, uh, môn là túc cầu đã bắt đầu rồi tiến hành được ngày hôm nay rồi Ồ sớm vậy hả? Và cái trận đấu đầu tiên Ngày hôm nay có nhiều chuyện quan trọng liên quan chuyện đá banh đến anh Thắng Ồ, vậy đó. Trận đấu đầu tiên là mà là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina Và trận này thì chúng tôi Tôi coi, chưa có xem coi là cái kết quả nó như thế nào Nhưng mà chúng tôi biết là trận đầu tiên Là trận đấu giữa Argentina và Spain Và trận này không có danh thủ Lionel Messi không có à không có là à. tại vì bị chấn thương không 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 có đi thi đấu hay là không thi đấu luôn cái olympic này ra hình như tôi nhớ không lầm là như vậy vâng thì trong cái trận đấu này thì theo mô tả hào hứng lắm nhưng mà hiện tại vì chúng tôi đang có vấn đề kỹ thuật chúng tôi không mở được cái uh, thông tin về cái sự việc này tuy nhiên ngày hôm nay cũng là một chuyện rất quan trọng khác nữa cũng trong thể thao là đội tuyển mỹ đụng đội tuyển pháp ngày hôm nay luôn à, đội tuyển anh nói đội tuyển là đội tuyển olympic mỹ biết Mỹ rồi. Đã, Đã, đội tuyển là... đá banh, đá banh. Đội oh, đá tuyển đá banh. Ban. Ban. À, 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 chúng ta à. nói chuyện toàn đá banh không à? à? Đội tuyển đá banh Mỹ à. ngày hôm nay đội đúng đội tuyển Pháp dạ, vâng. là trận đầu tiên uh, của cả hai đội và cũng đây là những cái trận mở màn uh, cho cái cái mùa giải. Tại vì cái đội các đội mà thi đấu uh, đá banh đó thưa quý vị là cả, cả cả trăm đội cho nên họ phải đấu sớm hơn ngày khai mạc ừ. mới kịp giờ để đi vào <laughs> bên bên uh, bên trong dạ, vâng. Thì, ngày hôm nay đội tuyển Mỹ đá với đội tuyển Pháp ở tại Marseille. Oh wow. ở tại Marseille. Oh hàng chi hình như là Phía giả uh, Nguyễn Văn Khanh có yes. đến Marseille. <laughs> anh Khanh anh đến Marseille chỉ để xem trận đấu này thôi. <cười> <cười> và, và và ăn uh, bouillabaisse. bugherbes. Uh, yes yes. Dạ yeah, vâng. Kiến thức giả nghe nghe nói súp bouillabaisse của Pháp rất là nổi tiếng. Uh, bên Pháp thì nấu có thể nấu ngon hơn nhưng mà ở bên Mỹ thì cũng có ở nhà hàng Pháp có nhưng mà rất là mắc thì anh Mai phải lòng. Dạ. Yeah. Uh, gần như là 34 đô mà chỉ có một cái tô nhỏ thôi thì mà không biết nó ngon như cỡ nào thì chưa bao giờ thử à, Nhưng mà đó là một trong lý do mà tuần lễ này cái giả Nguyễn Văn Khanh đã vắng mặt à, vì à, ông đi cái à, giả qua bên Pháp thứ nhất là tham dự cái, uh, Olympic và thứ hai đến Marseille để xem đá banh thưa anh Dạ yeah. yeah. Thì uh, đó là những cái chuyện mà uh, rất là uh, xôn xao về cái vấn đề uh, uh, Olympic thứ thứ sáu này thứ vị mới là khai mạc mà trong kỳ khai mạc này ở Olympic này đó thì bên Pháp báo động an ninh cũng rất là cao mặc dù là thủ đô nước Pháp là tưng bừng uh, chuẩn bị cho cái cái buổi buổi lễ này tuy nhiên có một cái sự kiện mà người dân Hoa Kỳ ngày hôm qua đặc biệt những người dân ở tại tiểu bang Utah rất là vui mừng là bởi vì nhà yeah, Utah được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông uh, cho năm 2034. Anh có thể anh thích tôi trên cái cái, cái cái vấn đề cái thế vận hội này thưa anh Mai Phê Long và thưa quý khán giả thì anh nói là tiểu bang Iowa, tiểu bang Utah, ở à Utah, Utah. kính <laughs> thưa giả thì cái vấn đề đặt ra ở đây là như thế này à, trong cái thế vận hội mùa đông của Utah đó <laughs> được tổ chức thế vận hội mùa đông 2034 đó thì là phối hợp vượt giữa Utah và phối hợp cả pháp. Ừ. Cả hai quốc gia này sẽ tổ chức uh, thế vận hội mùa đông thì từ đây tới hai có thể nào bay được hai nơi anh à, à, không, nhưng nơi mà đó là bản tin nó như thế anh lòng cả Utah và Pháp là đồng tổ chức à, xin lỗi Pháp sẽ tổ chức ba uh, 2030 và Utah sẽ tổ chức 2034 để xin lỗi ừ. hai không không phải phối hợp nhưng mà sáng ngày hôm nay tin cho biết là Pháp sẽ tổ chức 2030 và uh, yes. Hoa Kỳ okay. Utah sẽ tổ chức 2034 nó cũng còn ít nhất từ đây nó cũng 6 năm 6 đến 10 năm kính thưa chứ không phải là sớm gì nhưng mà Utah không phải là nơi là một cái nơi mà xa lạ gì với tất cả những cái cuộc tổ chức thế vận hội mùa đông này à, hy vọng là trong cái thời gian 10 năm nữa sự biến đổi khí hậu nó không có đến nỗi nặng nề lắm mà chúng ta vẫn còn tuyết để tổ chức được thương Mai Phải Long à, nói đến Utah thì đã từng tổ chức thành công thế vận hội à, trong quá khứ tôi nhớ lúc đó là trưởng ban uh, tổ chức thế vận hội là ông uh, Mitt Romney chắc yeah. anh, anh, anh còn nhớ yeah. thì uh, ông uh, cũng nổi tiếng lên nhiều hơn nữa trong thời gian đó sau khi và ông uh, hết làm uh, thống đốc tiểu bang Massachusetts yeah. thì ông làm uh, uh, trưởng ban tổ chức của giải thế vận hội Olympic và trên màn ảnh quý vị đó là hình ảnh của các như là thể thao gia bị bị đi vào cái làng thế vận hội ngày À, trong những ngày vừa qua, phải là không khí rất là tưng bừng ở, ở tại bên Pháp à, liên quan đến cái giải à, Olympic lần này. Thì trong cái chuyện này cũng có một vài cái chi tiết mà chúng tôi cũng phải nói là có một người gốc Việt đại diện đội tuyển Mỹ đi thi đấu Olympic lần này trong môn đánh góp. Môn đánh góp. Thưa dạ. anh Thượng Thắng, đây là một người phụ nữ, đây cô này tên gì? Thưa quý khán dạ và thưa Mai Phi Long, thì theo bản tin của đăng trên tờ New York Times, thì trong cái phái đoàn mà tham dự Olympic 2024 tại Pháp, có một nữ lực sĩ người Mỹ gốc Việt tên là Lilian Vũ. Cô Lilian Vũ năm nay 26 Lillia. tuổi. Lilia, chứ phải Lilian hả? Lilia. Lilia, Lilia. Dạ vâng. Yes. Cô này tên là Lilia Vũ, cô này 26 tuổi là cư dân của À, ngay tại quận Cam của chúng tôi là kính thưa danh là tại đang sinh sống tại vợ thành phố Palm Valley của tiểu bang ở miền Nam California. Cô này 26 tuổi ra trường đại học UCLA. Trước kia cô là một trong những người đánh golf à, tài tử nhưng mà rất là thành công. Sau này bắt đầu từ hai hai ba năm trước thì cô cô bắt đầu trở thành nghe là đánh golf à, chuyên nghiệp. À, theo bản tin của New York Times cho biết thì à, cái thu nhập của cô trước đây ra là à, là khoảng chừng 5 triệu Mỹ kim do tất cả những cái vụ đánh thắng của cô, à, chưa kể một việc đó là bài tờ New York Times viết một bài rất dài nói về cái thân thế của cô và cũng như gia đình của cô, cũng như thân phụ và cũng như là ông ngoại của cô. Ông ngoại của cô đã vượt biên năm 1975, à, cả gia đình gồm có hai người con gái à, đã rời khỏi à, Việt Nam à, sau khi mà Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm kính thừa Quy Nhơn thì trong cái bản tin của tờ New York Times cho biết đó là uh, cô uh, gia đình của cô uh, vượt biên và không phải gia đình cô gia đình ông ngoại của cô thì nói cho đúng hơn gia đình của cô ông ngoại của cô vượt biên và ông tên là ông họ là họ uh, Đinh và hình như là tên là Dự nếu tại vì họ viết không bỏ dấu Đinh Dự và cái người uh, người uh, bà ngoại của cô là Hồng Yến Đào uh, đi cùng với gia đình À, vượt biên và sau đó được một cái tàu của Mỹ cứu giúp cứu ở trên biển và đưa về Singapore từ Singapore thì gia đình được sau à, ở vài một thời gian và đưa qua bên à, à, <laughs> Malaysia và từ đó à, định cư tại Hoa Kỳ à, ông ngoại của cô Đinh à, của cô Đinh Dư này à, đã qua đời hiện tại bà ngoại vẫn còn sống thì sau đó cô sinh ra tại Hoa Kỳ cô Vi à, Vũ trở thành một trong những người đánh golf rất là thành công và hiện tại thì kính thưa quý giả cô Lilia Vũ này đại diện cho Hoa Kỳ trong cái trong cái trận đấu golf trong thời gian gần trong thời gian sắp tới đây thì cái bài viết rất là dài kể là cái hành trình vượt biên như thế nào và lý do tại sao vượt biên bởi vì ông ngoại và bà ngoại cô cho biết là đời sống ở dưới chế độ Cộng sản không thể chấp nhận được và không có tương lai chính vì vậy họ hy sinh tất cả để vượt biên lúc đó mẹ của cô Vivia, à, mẹ của cô Vũ Kính thương gia chỉ mới có 12 tuổi à, cô mới 12 tuổi và đã vượt biên đến Hoa Kỳ và sau đó thì cô được sinh ra tại à, miền Nam California và à, cô đã được à, một chiếc tàu à, chiến hạm của Hoa Kỳ tên là USS Bruton à, cứu và sau đó là cô đã à, gia, à, cô ra đời đây và hiện tại cô đại diện cho Hoa Kỳ trong cái vụ đánh góp à, sắp tới đây kính thưa quý giả một, một điều rất là đặc biệt ở chỗ này là chiếc tàu chiến hạm USS Bruton à, theo sau khi tờ trong lúc tờ New York Times viết bản tin này thì họ liên lạc tới các cả thuyền trưởng và tất cả những thủy thủ đoàn trên chiếc chiến hạm này để mà à, thành lập ra để tạo ra một cái cơ hội cho gia đình của cô. Trận à, trong cô này cô Lilia, Lilia Vũ à, gặp gỡ những người này thì được biết là ông thuyền trưởng của chiến hạm USS Bruton đã qua đời. Tuy nhiên à, những người à, gọi là phó hạm trưởng, à, phó thuyền trưởng và những những cái nhân viên cao cấp khác đã từng cứu giúp của gia đình cô thì họ vẫn còn sống và sống không xa lắm với gia đình cô tại thành phố Far Valley và qua tờ New York Times thì họ tạo được một cơ hội để tất cả gặp nhau và một số những người à, binh sĩ à, hải quân à, cũng rất là ngạc nhiên và chính họ cũng nói rằng sau khi mà thả gia đình cô xuống tại Singapore thì nhiều khi họ cũng không hiểu là gia đình cô à, đang làm gì ở đâu và sống như thế nào và sau sau cuộc gặp gỡ đó thì một trong những cái người à, đã coi như là cứu giúp cô là một trong những người phó thiện, phó thiện trưởng của chiếc tàu USS Bruton đã là một cái album gửi tặng cho gia đình của cô những hình ảnh chụp được khi gia đình cô vẫn còn trên cái chiếc tàu đó và cả gia đình cô khi ở trên cái chiến hạm đó và gửi tặng lại cho gia đình cô như là một cái kỷ niệm và ông nói rằng là những hình ảnh này hãy giữ lại để mà chuyển cho cho tới những cái thế hệ tương lai của gia đình cô là bởi vì đó là cái sự ra đi của cô thì cô lilia này nó tên thật tên tiếng việt là khả tú Dư Vũ, đó là tên uh, của cô, uh, người ta vẫn gọi tên cô là uh, Khả Tú. Uh, thực sự tên tiếng Anh là Lilia và cô đại diện cho uh, đội tuyển Hoa Kỳ trong môn đánh góp trong này thưa cô. Yeah. À, xin anh thanh giữ cái màn ảnh đó trên chúng ta nói về cô cô này bắt đầu chơi góp từ hồi 7 tuổi. Theo, mấy mấy tuổi anh. 7 tuổi. Wow. Theo 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 cái cái uh, thông tin về các uh, thể thao gia của đội tuyển Hoa Kỳ yeah. và cô là con gái đây cũng là con gái của người Việt Nam tri dân có một người anh em trai và bắt đầu đánh chuyên nghiệp từ năm 2019 và bây giờ cô đã cô đến bây giờ thì cô đã thắng 8 giải chuyên nghiệp oh. và nhiều những cái giải khác mà quý vị thấy trên màn ảnh liệt kê dưới thì phải nó đây sẽ là một người đem vinh dự cho người Mỹ gốc Việt của chúng ta để dạ vâng. chúng tôi hy vọng rằng là cô uh, đọc với chữ vàng yes, Lilia Vũ sẽ đoạt được huy, huy chương vàng yeah. trong uh, cái mùa thế vận hội này và điều chúng ta chúng tôi cảm thấy là được anh kẻ khánh diện hơn là yeah. cô ấy là hàng xóm của chúng tôi. Đó ở ở lý thành phố à, phán, kế bên kế bên <laughs> yeah. khu vực của chúng tôi ở đây. Yeah. Xin quý vị giữ băng tần SPTN chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ băng tầng SPTN Tư vị Thế vận hội Paris uh, 2024 năm nay Lại có thêm một sự hào hứng cho những người Mỹ gốc Việt Là chúng ta có một đấu thủ Việt Nam đại diện cho Hoa Kỳ Đi thi đấu Modern góp Đó là cô Lilia Vũ uh, Và trong cái chuyện mà đi Olympic này Thì anh đi qua bên đó là cũng vì là trẻ rồi Không kịp mua vé đâu dạ, Không rồi. có khách sạn cho anh muốn đâu Nhưng mà thấy anh cũng hào hứng á À, à <laughs> vâng, kiến thưa quý vị Thì... Uh, <laughs> tin mới nhất cho biết là hai nhân vật mà <laughs> trong giới uh, <laughs> giải trí nổi tiếng nhất là uh, nữ ca sĩ Celine Cé Dion và cũng như là Lady Gaga uh, đã cũng đã có mặt ở tại uh, Paris. Câu hỏi đặt ra là hai người này có mặt đây có phải là họ sẽ được trình diễn ở tại uh, trong cái, uh, cái lễ khai mạc của uh, Thế vận hội hay không? Nhưng mà Tổng thống Macron này ngày hôm qua đã xác nhận rằng là uh, tất cả những cứ, cứ, cái chương trình biểu diễn sẽ uh, chương trình khai mạc đó sẽ bắt uh, tại sông Sen thì anh Mai Phi Long những câu hỏi thế này là khi mà ở làm trong sông Sen như vậy đó có nghĩa là họ tất cả các lực sĩ họ không còn đi bộ như trước kia ở trong một cái uh, một cái stadium tức là trong một cái vận động trường họ không đi bộ cầm cờ đúng không ạ bây ừ. giờ họ đi, đi sông Sen tức là họ phải trên phải trên thuyền. tàu họ đi thuyền họ yes. đi thuyền uh, thì phía bên uh, đội tuyển úc đó, họ nói thế này họ nói là đội tuyển của họ đó rất là đông à lịch sĩ ừ. cái quan trọng câu hỏi đặt ra của họ là gì có cái toilet không à, có cái rác sung không à. tại vì kính thưa quý giả trong cái cái sông sen này dài tới sáu sáu cây số bây giờ ngồi kẹt, kẹt trên thuyền như thế và ít nhất là cái buổi lễ khai mạc đó cũng kéo dài ít nhất là 4 tiếng đúng không ạ yeah. thì câu hỏi đặt ra là có hay không có à, đó là nhu cầu cấp thiết của ừ. tự nhiên mà đó là một trong cái vấn đề mà người ta thắc mắc với thứ hai là bây giờ không có đi bộ được trên trên sân vận động trường bây giờ chắc là chắc họ phải ngồi trên trên tàu. Và theo anh đã từng tới Pháp và từng tới sông Sen thì anh thấy nó như thế nào? Sông Sen đủ rộng. Dài 6 cây số thì chắc chắn đồng ý rồi. Nhưng mà khán giả thì sao? À. Khán giả thì uh, hai bờ quý vị nào ở bên Pháp quý vị biết là hai bên bờ sông Sen là nếu mà cứ kéo dài mấy cây số như vậy là dư chỗ để cho để cho mọi người ngồi tại vì uh, có những cái khu vực đó là cả hai bên bờ mà cái 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 bờ lề mà để anh đi bộ trên bờ sông đó yeah. uh, nó rất rất là rộng cho người ta đứng uh, đi thoải mái uh, tôi nhớ không là có những cái đoạn mà nó nó, nó rộng tới cả hai chục mét uh, uh, yes. uh, yeah. Yeah. Uh, chiều ngang đó uh, rồi có những cái đoạn thì nó to lớn nhỏ khác nhau nhưng mà đầy đủ chỗ rồi á uh, có lương cả trên trên cầu, tại vì sông Sen á cả bao nhiêu cả một mười mấy cây cầu nó bắt ngang sông Sen, à. mọi người đứng tha hồ để để mà xem. thì theo những cái sự mà tính toán thì cho biết là các đoàn thể thao như họ sẽ đi trên thuyền và đi thuyền là đi, đi ngang, đi ngang, đi ngang qua như đây là một cái gọi là một cái mục tiêu gọi là muốn làm trong cái hình ảnh Thế vận hội Paris 2024 nó có một cái gì đó rất đặc biệt, yeah. không làm trong sân vận động thì à. lên ra bờ sông Sen làm đó là cái cái điều mà bên bàn tổ chức của bên Pháp mà họ tính như thế, còn cái câu hỏi của người úc chắc tôi phải tôi với anh gọi ông Macron hỏi quên ông tính cái gì mà nhanh nhắc ông Macron thì thưa quý vị ông muốn để lại một cái dấu ấn yeah. trong cái nhiệm kỳ tổng thống của ông với cái 2024. Tuy nhiên trong lúc này thì ông Macron đang dứt đầu về cái chuyện lập chính phủ sau khi cái quyết định ông giải tán quốc hội cách đây hơn một tháng và bây giờ cái cái cái, cái đảng của ông cũng không có chiếm hoàn toàn đa số thì là nước Pháp bây giờ cũng khá là um, rắc rối về mặt chính trị ngay trong lúc này đó là một chí, tí chuyện tôi nói liên quan đến cái chuyện uh, chính trị nước Pháp anh còn điều gì về Olympic hay không à, không à, chúng ta chờ xem trong những ừ. ngày sắp tới có đội nào thắng hay thua tuy nhiên nó có như thế này trên My Phuong thường tháng vẫn thấy hay gọi hay hỏi những người mà chẳng hạn như là tiến sĩ Lê Xuân Quân là ừ. người đã từng học ở Pháp cả chục năm rất nhiều người sống ở Pháp, du học sinh sống ở Pháp, sinh viên sống ở Pháp trước 75 qua đây uh, sống ở tại Hoa Kỳ. Người ta hỏi là tại sao bên Pháp uh, mình không ở bên đó hoặc ừ. làm về đó ở vài tháng. Tất cả mọi người đều lắc đầu đó. Yeah. Họ đều bảo rằng là ở Mỹ là thiên đường, đặc biệt là khu phố Bồn Sa này là thiên đường. Tại vì muốn ăn món gì Việt Nam gì cũng có. ở bên Pháp nó có đặc biệt như thế này, đặc biệt là ở thành phố Paris đó. Coi vậy mà nó không phải vậy sống ở đó rất là khó khăn ở cái chỗ là thí dụ mình sống ở lầu 6 hoặc lầu 8 đó phải đi bộ tại nó không có nó không có không có thang máy không có thang máy mà thang máy cái nó có thì rất là nhỏ thứ hai là cái nhiều cái, cái restroom cái toilet nó nằm ở dưới tầng 1 á nhà tắm cũng phần 1 giữa đêm mà mình có vấn đề thì giải quyết làm sao chẳng nhẽ từ đi bộ từ lầu 6 đi xuống dưới toilet rồi đi bộ lên thì thôi khỏi ngủ đêm đó luôn cho nên họ phải dùng cái bô cái giường nhà đó là thực tế của những người sống bên pháp họ nói như thế thì nó không có làm, ừ. không có chế cuộc chuyện này không đúng không? thì họ nói là đó là cái khó khăn ngoại trừ những khu những khu chung cư sau này họ xây đó thì nó mới có cái cầu thang máy mà cầu thang máy chỉ một người và một cái vali thôi chứ còn không thể ở hai người được. đó là cái khó khăn của của pháp và thứ hai nữa là ở bên mỹ này nếu chúng ta cần đi chợ chợ việt nam lái xe bằng cái là mua biết bao nhiêu đồ chặt chất chống xe lái xe về còn ở bên pháp mà chúng ta đi metro không thể nào mà mang được đồ nhiều mà cứ mỗi lần đi chợ mang về được hết á cho nên nó rất là bất tiện cho nên sống ở đó cho vui vài tháng thì được nhưng mà ở sống lâu thì nó cũng là một cái vấn đề thưa anh mai Phạm. theo tôi, tôi thì ở sống lâu thì lại ghiền, ghiền cái kiểu khác ừ, còn gì những cái gì? điều anh, anh thắng đưa ra điều đó rất là đúng sự thật anh ở những cái phu, khu phố cổ thì những căn nhà đã xây cả, cả ừ. bao nhiêu thế kỷ rồi từ dạ. hồi xa xưa nó kéo dài giữ những cái nét đẹp đó là những cái nét đẹp của thời gọi là xa xưa tuy nhiên đương nhiên là những cái phương tiện mà cái thời đại hiện đại ở chúng ta có đó thì ở những ngôi nhà cổ không thể nào mà có được yeah. và người ta cũng không thể nào người ta đập ra để người ta xây thêm thì đó là những các là trở ngại trong cái uh, những vấn đề tiện nghi uh, đó nhưng thì mà tất cả nhà cái này ở, chúng ta gặp ở các ở, thủ ở đô ở paris đó đều có ban công nha yeah. chung cư rồi có ban công hết uh, ở đây đây là cái hình ảnh của uh, uh, sông sen đúng yeah, không yeah, yeah, ạ dĩ yeah, yeah, đây yeah. là cái đó, đó, phát họa thôi đó, cái này hình phát họa, yes. yeah. Phát họa là cái cái buổi lễ nó sẽ diễn ra là như thế, thì phải nói rằng là cái việc này nó sẽ rất là, là, là vui cho cái, cái thế vận hội. À, nhưng mà mai mốt anh anh mà muốn đi, đi 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 Pháp mà gọi là để mà thưởng những cái đặc sản địa phương á, nhớ rủ tôi đi, à, <laughs> nhớ rủ tôi đi, tôi sẽ chỉ cho anh rất nhiều chỗ. À, chúng tôi xin tiếp tục chương trình à, không khí hào hứng của cái trận đấu thể thao của giải Olympic Paris 2024 ngày hôm nay bắt đầu với những trận đá banh và chiều trưa ngày hôm nay khoảng chừng 12 giờ trưa giờ Hoa Kỳ chúng ta sẽ xem cái đội uh, tuyển Hoa Kỳ đá với đội tuyển Pháp yeah. đội Mỹ đá với đội chủ nhà cho nên trận này phải nói rằng là rất là hào hứng để mà mọi người đón xem ngày hôm à, nay Đây là nam hay nữ uh, đội tuyển nam à. yeah. sang qua một chuyện khác cũng rất là nóng luôn không phải thể thao mà kỷ lục này là do thiên nhiên lập à thiên nhiên thưa quý vị. Ngày hôm Chủ nhật vừa rồi, các nhà khí tượng báo cáo rằng là ngày Chủ nhật vừa rồi là ngày nóng nhất thế giới. Wow. Và họ bị hố bởi vì sang qua ngày thứ hai nó còn nóng hơn như thế nữa. À, nhưng mà là phải ngày 22 chứ. Dạ, thì uh, ngày Chủ nhật người ta tưởng là nóng nhất. À. Rốt cuộc sang ngày thứ hai, ngày hôm thứ hai vừa rồi là ngày nóng nhất thứ nóng nhất là cái ngày 22 tây tháng 7 năm 2024 và tính theo trung bình thì thưa quý vị là uh, ở ở cây người ta đo cái nhiệt độ thì cái tôi không có bản tin này nó viết không rõ. Ok, chỉ trong vòng một ngày nó tăng lên 17 độ C, 17.15 độ C so với cái ngày thứ chủ nhật đó thì ngày thứ hai cái nhiệt độ nó tăng kỷ lục tính từ năm 1940 cho đến bây giờ và cái kỷ lục mà ghi nhận cao nhất thế giới ghi nhận vào tháng 7 năm 2023 trong lúc mà uh, cái khí hậu nóng nó kéo dài liên tục 4 ngày từ ngày 3 tây tháng 6 năm 2023 thì ngày hôm chủ uh, ngày hôm thứ hai vừa qua họ ghi nhận là cái ngày nóng nhất nhưng mà trong cái bản tin này tôi tìm họ không nói là cái nhiệt độ nó cao đến là bao nhiêu. Tuy nhiên thì cái chuyện mà chúng ta nóng thì hiện tại bây giờ thưa quý vị, tất cả mọi người đều cảm nhận chuyện này đặc biệt ở Hoa Kỳ. Những tiểu bang miền Nam, những uh, những tiểu bang uh, sa mạc giống như là Arizona, những tiểu bang miền Nam uh, Texas, Louisiana trong thời gian vừa qua đã có một cái kỷ lục là những ngày nắng nóng trên 100 độ kéo dài liên tục tới 3 tuần, 4 wow. tuần yeah. chúng ta đã từng chứng kiến cái chuyện này và cái vấn đề khí hậu toàn cầu hiện nay bây giờ các vụ báo cáo mà cái nhiệt độ nó tăng lên và kéo dài phải nói là không có phải là hiếm hoi mà là thường xuyên. Thì thưa quý vị, cái tình trạng này là cái tình trạng mà các nhà khoa học đã cảnh báo từ hồi thập niên 1970, có nghĩa là cách đây nửa thế kỷ thưa anh Trần Thắng và hầu như cho đến bây giờ người ta cũng có những nỗ lực để mà làm giảm đi tình trạng về nhiệt độ gia tăng. Tuy nhiên, một phía khác lại cứ thúc bệnh, thúc đẩy cái chuyện sử dụng năng lượng à, hóa thạch bằng cái câu nói drill, drill, drill baby drill. Yeah. Right. Thì, thưa quý đó là cái thế giới mà chúng ta đang sống một bên vì cái quyền lợi trước mắt một bên, người ta lo lắng đến tương lai và chúng ta thấy ở California chúng tôi bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều về cái chuyện cái nạn hạn hán và cháy rừng kéo dài và thường xuyên cho nên các công ty bảo hiểm họ không có đủ tiền để mà trả hết những khoản tiền mà họ phải bồi thường vì những cái trận cháy thậm chí các công ty bảo hiểm bây giờ họ phải tìm họ lui ra họ không bán bảo hiểm cho một số nhiều vùng ở tại California nhà cửa họ cũng không bán và bây giờ nếu mà bán họ họ đang đưa kế hoạch đưa lên chính phủ tiểu bang là tăng lên 35% đúng không anh thắng? Dạ, 35%. ở Florida cũng vậy anh. ồ vậy hả? Florida thì lục lội, và, Lục lội và, và uh, lốc xoáy trong trong ừ. họ, cũng họ không tăng bán giá rất là nhiều lục. họ họ à. tăng giá rất nhiều có nhiều nơi ở trào không đó thì họ nói là nếu không cho phép họ tăng giá thì họ họ phải đi. À. họ phải đi. Yeah. bên Houston thì vừa rồi xảy ra cơn lụt thì rất rất nhiều người truyền tin ở trên mạng chúng tôi đọc và bạn bè chúng tôi bên đó nói rằng là cũng không có bán bảo hiểm lụt để mà cover những cái tình trạng như thế nhưng mà người ta vẫn thích khoan dầu và chuyện đó người ta không ngừng và cái thời điểm mà để có thể chặn nhiệt cầu nhiệt độ của địa cầu không tăng lên nó đã đi qua và bây giờ chúng ta phải là vô cùng nan giải trong cái vấn đề này xin quý vị giữ bằng phần cái sptn chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.